Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Loa JBL4333A là một trong những cái dòng loa kiểm âm tuyệt vời của hãng JBL. Đây là một cái cặp loa phân khúc có hình thức nhỏ gọn, dễ bày biện, dễ kê kích và dễ phối ghép, vì nó có một cái hình thức khá là gọn gàng. So với cấu hình bát 40 thì đây là một cái cặp loa em rất ưng ý, và không chỉ riêng em mà rất nhiều anh em chơi audio đều ưng cặp này ở cái hình thức và chất âm của nó. Đặc biệt với giá tiền là hơn 70 triệu thì đây sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các đời như là L65 Zuban hay là Century Gold, thì nó cũng quanh quẩn đâu đấy khoảng 80 triệu hai cặp đó. Thì cặp này nó giá gần ngang ngửa nhưng chất âm của nó chắc chắn anh em sẽ ưng ý và cảm nhận là sẽ hay hơn rất nhiều so với lại hai cặp loa kể trên. Thì đây là một cái cặp loa nó thường xuyên có hàng tại Bá Hùng Audio. Những gì mà em thích, những gì em cảm nhận thấy nó hay thì em sẽ thường xuyên có hàng về để giao lưu với anh em. Với những cái gì mà nó mang lại so với tầm tiền của nó, em nghĩ nó rất là tuyệt vời. Giá của cặp này hàng tuyển chọn là 79.500.000 đồng. Còn tùy hình thức, nếu như cũng có những cặp rơi từ 75 đến 77 triệu, nhưng nếu như hàng tuyển chọn kỹ càng hơn, đẹp hơn thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút, có thể dao động. Anh em nào có nhu cầu cân đối thì em sẽ điều chỉnh lại mức giá tốt nhất để giao lưu với anh em. Bây giờ thì xin mời anh em cùng thưởng thức em phối ghép với lại âm ly Luckman L509S và đầu CD Luckman D10 mà em đã giới thiệu với anh em rồi. Có thể nói bộ phối ghép này quá hoàn hảo từ hình thức tới chất âm. JB thì vẫn thường được anh em ghép với Luckman. Nó cho ra một chất âm nhẹ nhàng hơn, bởi vì bản chất của những dòng loa JBL là có chất âm là chắc, lực, khỏe. Đó, thì chúng ta sẽ phối ghép với những dòng âm ly Luckman để nó đưa ra chất âm mềm mại hơn, ngọt ngào hơn. Chúng ta phối ghép là chúng ta phối ghép giữa các thiết bị với nhau làm sao đưa ra chất âm, màu âm đẹp nhất, phù hợp nhất với đôi tai của chúng ta. Đó là việc phối ghép thành công. Bây giờ thì xin mời anh em cùng thưởng thức ạ. Yeah.